Chiều ngày 16 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủy Nguyên tổ chức kỳ họp thứ 7 hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 16, nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện lãnh đạo một số phòng ban đoàn thể của huyện cùng các đồng chí chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 37 xã thị trấn trong toàn huyện. Hội nghị đã thông qua văn bản đề nghị của ban thường trực, văn bản giới thiệu của cấp ủy về việc kiện toàn giới thiệu nhân sự hiệp thương bầu chức danh chủ tịch và ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện khóa 16 nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua quy trình hiệp thương, cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Kết quả hội nghị hiệp thương thống nhất bầu bổ sung 7 ủy viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và bầu đồng chí Bùi Văn Hậu, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Thủy Triều giữ chức chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 16 nhiệm kỳ 2019-2024 phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí bùi văn hậu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của ban thường vụ huyện ủy ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và hứa sẽ không ngừng học hỏi nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện để giúp mặt trận tổ quốc việt nam huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao